Trước hết thì xin tự giới thiệu một chút, thì tôi là Phạm Thanh Hải, thì là co-founder và CEO của JobsGo. Thì lúc nãy là Vân Anh đã có giới thiệu, tức là JobsGo là nền tảng tuyển dụng thông minh, thì được ra đời vào 3 năm trước, và hiện giờ là sau 3 năm thì là JobsGo đã có được 1 triệu thành viên vào tháng 10 năm vừa rồi. Đó thì thực ra thì cái buổi chia sẻ này thì ngoài ngoài những cái kinh nghiệm của mình là đến từ gọi là nền tảng tuyển dụng, thì bản thân tôi thì trước cũng là một lập trình viên, thì tôi cũng mong muốn được chia sẻ nhiều hơn từ từ cái góc cạnh này. Đó thì tôi thì là cũng gọi là bước vào cái giới lập trình từ rất là sớm, tức là từ năm cấp 2, hồi lớp 6 thì tôi bắt đầu học lập trình Turbo Pascal ở trường. Đó, và sau đó thì tôi cũng viết một số những cái phần mềm từ những năm cấp 2, cũng đem đi thi đoạt giải. Đó, và theo đuổi cái sự nghiệp lập trình đó đến đến tận bây giờ. Đó, tức là tính ra là cũng hơn 20 năm. Đấy, thì bản thân tôi thì cũng học qua cũng khá là nhiều các cái công nghệ lập trình khác nhau, từ thời đầu là Turbo Pascal, xong rồi học đến C, C++, .NET, Java. Gần đây thì cách thì tôi cũng nghiên cứu nhiều về data, thì là tôi cũng sử dụng Python. Đó thì tức là tôi mong muốn có một cái sự chia sẻ nó gần hơn là kiểu lập trình viên với lập trình viên, hơn là việc là CEO công ty tuyển dụng để chia sẻ với các bạn lập trình viên. Đó thì đấy là một chút về cái background của tôi. Thì rồi thì về JobsGo thì lúc nãy là Vân Anh cũng đã có giới thiệu, thì cái khi mà chúng tôi tạo ra JobsGo 3 năm trước ấy, thì chúng tôi mong muốn tức là tạo ra được một cái nền tảng nó thông minh hơn, nó giúp người tuyển nó giúp cho là các bạn ứng viên có thể tìm được những việc làm mong muốn của mình dễ dàng hơn, thay vì việc là như cách đây là 10 năm thì thường là cái mọi người là cứ lên các cái website portal để tìm những cái công việc mà mọi người muốn làm. Thì bây giờ là chúng tôi tạo ra tức là một cái ứng dụng mobile để trên đó là mọi người có thể nhập vào được những cái kinh nghiệm, những cái chuyên môn của mình, và trên cái ứng dụng mobile đấy thì ngay lập tức là sau khi mọi người đã đưa cái profile của mình vào rồi thì ứng dụng sẽ lựa chọn ra những cái công việc phù hợp của nhà tuyển dụng để có thể giới thiệu đến với mọi người là những công việc phù hợp của mình, những cái công việc phù hợp cho cái profile đó. Và ví dụ như chẳng hạn bạn là một lập trình viên backend chẳng hạn, thì sau khi mà bạn nhập vào về những cái kinh nghiệm và những cái kỹ năng về lập trình của bạn đấy, thì ngay lập tức là trên ứng dụng thì các bạn sẽ được giới thiệu những cái công việc về backend về cho bạn. Và ngoài ra thì khi mà có một cái công việc mới phù hợp thì ứng dụng cũng sẽ có những cái push notification, cũng như là email để giới thiệu cho bạn là ok, là đang có một cái cơ hội mới này rất phù hợp với bạn để bạn có thể là cân nhắc. Đó thì đấy là cái gọi là cái idea chính của JobsGo. Thì để làm được cái đó thì chúng tôi cũng sử dụng những cái công nghệ cũng rất là mới, thì trong đó thì có sử dụng những cái thuật toán về matching, có sử dụng AI, và chúng tôi cũng sử dụng những cái công cụ phân tích dữ liệu để thông qua tức là hành vi và cái profile của người dùng để có thể tạo được cái recommendation, tức là những cái gợi ý thích hợp cho từng người dùng một. Đó thì đấy là sơ bộ về JobsGo. Thì ngày hôm nay thì tôi chia sẻ sẽ có ba nội dung. Thực ra là lúc nãy mà nghe nói là có 20 30 phút thì chắc cũng sẽ phải chia sẻ khá là nhanh, và sau đó thì có thể là một số phần thì tôi sẽ nói tương đối nhanh một chút, để sau đó nếu mà các bạn có câu hỏi thì mình có thể là trong cái phần Q&A thì mình sẽ nói kỹ hơn. Thì ba nội dung hôm nay thì đầu tiên là tôi muốn chia sẻ qua một chút về thị trường tuyển dụng IT cụ thể là ở Việt Nam. Sau đó thì là tôi muốn chia sẻ một những cái kinh nghiệm về viết CV dành cho dân dân tech, dân lập trình nhà mình. Đó. Và thứ ba nữa là tôi cũng muốn chia sẻ là một chút những cái kinh nghiệm về phỏng vấn tech, thì trong trường hợp mà sau này là các bạn ứng tuyển ở các vị trí tech thì các bạn có thể là có được trước cái sự hình dung là sẽ gồm những bước như thế nào và các bạn có thể chuẩn bị ra sao. Đó thì là ba cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Thì trước hết thì
Về cái thị trường tuyển dụng tech nói chung thì chắc mọi người cũng biết, tức là các vị trí tech ở Việt Nam nói riêng và cũng như ở trên thế giới nói chung ấy, thì thường là chúng ta sẽ chia ra thành các cái vị trí là tương đối cụ thể khi mà cần tuyển dụng, đúng không ạ? Thì các công ty khi mà tuyển dụng thì họ sẽ phân chia thành, thì đây tôi có liệt kê này, là ví dụ như là vị trí thường là front end, back end, full stack là những ông mà vừa làm cả front end vừa làm cả back end, đúng không ạ? Và đấy là ba cái vị trí mà thiên về lập trình đó. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái vị trí ví dụ như là DevOps. DevOps là những bạn mà thiên về quản trị hệ thống hơn, các bạn có thể lập trình ít hơn nhưng mà các bạn sẽ phải là quản trị ví dụ như là quản trị các cái hệ thống Linux ở trên đó, là các ứng dụng của mình chạy đó. Ngoài DevOps thì chúng ta cũng có Data, là những bạn sẽ thiên về là làm phân tích data hoặc là lập trình thành các cái lập trình để quản lý những cái dữ liệu, quản lý và phân tích những dữ liệu của mình đó. Và chúng ta cũng có một nhánh nữa là các bạn làm về test, đúng không ạ? Là các bạn sẽ tập trung chủ yếu là để đảm bảo cho cái gọi là cái QA, cái chất lượng của cái ứng dụng của công ty tạo ra. Thì đấy là các cái nhánh về gọi là các cái nhánh chuyên môn về của IT. Thì ngoài ra thì chia về cái nhánh quản lý thì chúng ta cũng có hai vị trí, là một hai vị trí manager, là một là project manager, hai là product manager. Hai vị trí này thì tên nghe nó cũng hơi giống nhau nhưng mà thực chất là nó cũng là hai công việc tương đối khác nhau. Project manager thì là các bạn sẽ phải quản lý một cái quản lý cái dự án để đảm bảo cho dự án đấy thực hiện được đúng thời gian, đúng hạn. Còn product manager là các bạn sẽ gọi là quản lý một cái sản phẩm, tức là các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc là sản phẩm này có đúng có gọi là thỏa mãn được những cái nhu cầu mà người dùng mong muốn hay không. Đó thì nó là cái, đây là chia theo cấp bậc, tức là ngoài cái chuyên môn thì chúng ta có cái level là có manager này, có technical lead và cao hơn nữa là có CTO. Đó thì ngay trong một cái vị trí tech như là front end chẳng hạn thì lại bắt đầu chia nhánh tiếp, đúng không ạ? Tức là các vị trí tuyển tech thì nó rất là cụ thể. Ví dụ như front end chẳng hạn thì khi mà các bạn nhìn các cái vị trí tuyển dụng thì có thể là công ty họ tuyển về iOS, tức là làm mobile ứng dụng cho iOS, hoặc là tuyển làm mobile ứng dụng Android, hoặc có những công ty họ sẽ cần các bạn làm cross platform là cả iOS cả Android, là họ cần các bạn biết React Native. Đó. Ngoài mobile thì front end cũng có thể là các bạn sẽ là làm các vị trí liên quan đến web, thì lúc đó thì là công ty sẽ đòi hỏi là các bạn có kiến thức về JavaScript, về Angular, Vue hoặc React.js, đúng không? Ngoài ra thì front end cũng có thể là các bạn viết các cái ứng dụng dành cho desktop. Đó thì đấy là về cái, tức là trong mỗi cái nhánh của tech thì chúng ta sẽ có nhiều nhánh nhỏ khác, nhiều cái công việc cụ thể khác. Và ngoài ra thì ví dụ như chẳng hạn như phân chia theo nhánh đó thì ngoài ra chúng ta cũng phân chia theo ngôn ngữ, tức là tùy công ty, tùy cái stack mà các công ty đó sử dụng, thì cùng một vị trí backend chẳng hạn thì mỗi công ty lại có thể là có yêu cầu các bạn sở hữu, các bạn biết những cái ngôn ngữ lập trình khác nhau. Ví dụ như có công ty thì họ dùng stack ở .NET là dùng stack bên Microsoft, cũng có công ty họ dùng stack Java để làm chuyên về Enterprise, cũng có công ty họ dùng stack PHP hoặc là Python. Đó thì mỗi vị trí nó sẽ cần cái ngôn ngữ chuyên môn khá là khác nhau. Đó, ngôn ngữ hoặc là nền tảng. Đó, nền tảng thì chúng ta cũng có nhiều nền tảng khác nhau. Ví dụ như những bạn làm PHP thì các bạn sẽ biết khá rõ là ví dụ như Yi ở Việt Nam cũng khá là phổ biến. Hoặc là những bạn làm Python thì thường là sẽ đi kèm luôn với cả Django. Đó. Thì đây là sơ qua vị trí tech. Thì cái biết được cái những cái vị trí ở trên này này thì là để cho các bạn cũng định hình trước được là các bạn hình dung sau này các bạn sẽ mong muốn làm về vị trí gì. Bởi vì là nhiều khi nó cũng phải phù hợp, ngoài cái phù hợp khả năng có khi nó còn phải phù hợp tính cách. Ví dụ như chẳng hạn những bạn front end thì tôi thấy là thường là những bạn sẽ phải tương đối là tỉ mỉ, đúng không ạ? Các bạn sẽ và có một chút cái khiếu về thẩm mỹ một chút đó, vì các bạn sẽ phải là làm sao cho cái giao diện thiết kế ra nó vừa bắt mắt mà nó lại vừa dễ dùng với cả người dùng. Trong khi các bạn backend thì các bạn có thể không mạnh về cái phần
thẩm mỹ và các bạn cũng không quá tỉ mỉ, nhưng mà các bạn sẽ mạnh hơn về cái phần logic, tức là các bạn sẽ phải làm sao để hệ thống là nó chạy, nó phải chạy đúng, nó không được mắc lỗi đó, và nó sẽ phải, ví dụ như là nó sẽ phải là phục vụ được nhiều người cùng lúc, nó có khả năng scale đó, thì nó là phụ thuộc tính cách. Thì ví dụ như chẳng hạn như bản thân tôi thì trước thì tôi vẫn coi tôi là full stack, nghĩa là tôi làm được cả front end cả back end, nhưng mà tôi sẽ thiên hơn một chút về back end, tức là tôi không quá tỉ mỉ và tôi nghĩ rằng tôi cũng không gọi là không có cái khiếu thẩm mỹ quá tốt. Nhưng mà khi mà một bạn designer đưa một cái bản thiết kế cho tôi thì tôi có thể là đưa cái đấy vào ở trong cái giao diện của tôi, nhưng mà bảo là tôi ngồi vẽ ra một cái giao diện mới thì nó hơi khó đó. Thì thành ra là khi mà các bạn làm, các bạn chọn hướng đi của mình thì nhiều khi đôi khi là các bạn cũng sẽ cân nhắc một chút để xem là nó có phù hợp với cả cái tính cách và cái sở trường của mình hay không. Thì đấy là cái vị trí về tech. Thì phân chia tiếp, chúng ta thường sẽ có phân chia, tức là ví dụ như là làm công ty outsource hay là làm công ty về sản phẩm, đúng không ạ? Thì thường cái này hồi xưa tôi nhớ cách đây khoảng 3-4 năm thì rất hay là có những cái tranh luận là về là ví dụ như là outsource thì tốt hay là làm product thì tốt. Cái này nó là những cái tranh luận bất tận, thì mình chỉ cần biết là tính chất ở trong mỗi công ty nó như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ outsource thì chúng ta biết là ở Việt Nam là có rất là nhiều những công ty outsource lớn như chẳng hạn Fshop, rồi là Wikishop, TMA, Tinh Vân. Đó thì bản chất khi mà làm các công ty outsource ấy, thì chắc mọi người cũng biết, tức là họ thường sẽ có những cái quy trình để đào tạo rất là tốt. Có nghĩa là nếu mà các bạn là fresher, đúng không? Các bạn chưa có kinh nghiệm nhiều thì khi mà các bạn vào làm các công ty outsource thì các bạn sẽ được học hỏi qua các cái dự án và sẽ được, tức là cái quy trình đào tạo rất là tốt để khiến các bạn có được cái kiến thức thực tế nó rất là nhanh và nó rất là vững đó. Trong khi công ty sản phẩm thì thường họ sẽ yêu cầu cái yêu cầu khắt khe hơn, và thường là họ sẽ yêu cầu là ứng viên lúc mà tham gia là sẽ phải có cái kinh nghiệm tương đối tốt rồi, tương đối, tức là không có cái chuyện, ít khi là có việc là cầm tay chỉ việc ở trong các cái công ty sản phẩm. Thì họ yêu cầu là ứng viên vào là có thể làm được việc ngay. Đó thì công ty sản phẩm thì chúng ta cũng, ở Việt Nam cũng rất là nhiều sản phẩm, công ty sản phẩm lớn và có tiếng như Vinagame này, Zalo này, Bimomo, Tiki, VNPay chẳng hạn. Đó, hoặc là các startup thì họ cũng tuyển, nhưng mà tất nhiên là họ tuyển với số lượng ít hơn. Ví dụ như chẳng hạn như công ty tôi thì tính ra là cái đội tech thì chúng tôi có khoảng 10 người. Nhưng mà ví dụ những cái công ty mà sản phẩm mà lớn hơn thì đội tech có thể đến cả 200-300 người. Đó thì thường thì nói chung là khi mà làm outsource thì các bạn sẽ được đào tạo nhiều hơn và các bạn sẽ học hỏi được nhiều qua các dự án khác nhau. Còn khi mà các bạn làm sản phẩm thì các bạn sẽ phải là hết sức tập trung vào một cái sản phẩm và các bạn sẽ phải luôn luôn nghĩ cách để làm sản phẩm đó của mình trở nên tốt hơn. Ví dụ như JobGo thì chúng tôi sẽ luôn luôn nghĩ cách làm nào để có nhiều người dùng hơn, để sản phẩm chạy nhanh hơn, để sản phẩm thân thiện hơn. Và quanh đi còn lại là các bạn chỉ tập trung vào những việc đấy cho một sản phẩm mà thôi. Đó thì những cái đấy là những cái điểm khác biệt chính khi mà các bạn lựa chọn công ty và lựa chọn sản phẩm, thì các bạn sẽ cần trả lời là tôi thích là đi theo công ty outsource hay là tôi thích đi theo sản phẩm. Thì ngoài hai cái nhánh chính này ra thì tất nhiên là luôn luôn có, là ví dụ có những công ty rất là lớn nhưng mà họ cái công nghệ sẽ chỉ là phục vụ việc là làm các cái dự án nội bộ của công ty. Đấy, ví dụ như các bạn có thể xây dựng các hệ thống quản lý khách hàng nội bộ, các ERP nội bộ hay gì đấy chẳng hạn, thì nó cũng là một nhánh. Thì ở đây thì về cái ngành IT ấy, thì ở Việt Nam thì chúng ta đúng là luôn luôn là hot ở chỗ là cái cung luôn luôn ít hơn cầu, cho nên là dù năm nay là đang trong cái giai đoạn là kinh tế bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi Covid, nhưng mà tôi cảm nhận ở trên thị trường ấy, thì cái cung của ngành IT vẫn rất là tốt, đặc biệt là thời điểm cuối năm vừa rồi thì tôi thấy, tức là sau một thời gian thì ví dụ một số công ty outsource có vẻ đang chậm lại ở cái thời điểm khoảng từ tháng 5 đến tháng 8, thì đến cuối năm nay thì tôi thấy cũng bắt đầu một số công ty là đang gọi là đẩy mạnh cái việc tuyển dụng trở lại.
Thì ở trên Zopro thì chúng tôi có một cái là chúng tôi thống kê về các cái mức lương mà được đưa lên của các cái vị trí đang cần tuyển để đưa lên hệ thống, thì chúng tôi làm cái thống kê là cái giải lương của các vị trí khác nhau. Thì ví dụ như ở trong này thì mọi người có thể thấy, tức là theo cái ngành IT này thì thường cái mức lương nó sẽ cao hơn cái mức lương trung bình của các ngành khác ở thị trường khá là nhiều. Khi mà trước tôi chia sẻ về ở các trường mà không phải là trường chuyên về IT thì tôi luôn luôn nói là nếu bạn nào mà theo IT thì các bạn có tương lai rất là tốt, bởi vì cái mức lương nó cao, nhiều khi nó cao lên gấp 2, gấp 3. Đấy là cho cùng những cái năm kinh nghiệm. Ví dụ đây cái mức lương tôi đang chia sẻ đây là cho 1 đến 3 năm kinh nghiệm, thì mọi người có thể thấy là thường ví dụ là 1 đến 3 năm kinh nghiệm, tức là trên mức fresher thì thực ra cũng hơi khó, fresher sẽ tùy công ty. Fresher thì nó thấp hơn, fresher có thể là từ 6 triệu, 10 triệu gì đấy, nhưng mà khi mà các bạn đã có 1 đến 3 năm kinh nghiệm thì đây là cái mức chung của thị trường. Đấy, các bạn có thể thấy là khoảng từ 10, 20 triệu, thậm chí là 25 triệu. Tất nhiên là nó sẽ tùy người giỏi, còn với ai mà rất giỏi và có trên 3 năm kinh nghiệm thì mức lương nó sẽ lên, nói chung là nó sẽ lên rất là nhiều, thậm chí là nhiều mức lương mà tôi giúp các công ty tuyển theo dạng headhunt thì nó có thể lên đến hàng nghìn đô một tháng. Đó. Thì với các bạn, nếu mà các bạn mà muốn gọi là tìm hiểu một mức lương cho một vị trí cụ thể, ở đây các bạn nhìn là chúng ta đang liệt kê theo vị trí đúng không? Ví dụ là bạn nào mà lập trình PHP, hay là bạn nào lập trình web, hay là bạn chỉ lập trình front end, back end, thì các bạn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu theo từng vị trí cụ thể thì các bạn có thể dùng cái công cụ về tra cứu lương ở ngay trên JobGo, thì nó sẽ như thế này. Đây thì các bạn lên ngay cái website của JobGo ấy, có cái menu là tra cứu lương ở trên trang chủ, thì mọi người có thể vào đấy mọi người search cái vị trí mà mọi người cần tìm. Thì đây là cái thống kê ví dụ như mức lương lập trình front end, thì đây là cái phân bổ của những cái job, thì mọi người có thể thấy ví dụ như là cái mức 12 triệu hoặc mức 18 triệu thì có khá nhiều là job là đăng tuyển ở cái mức này chẳng hạn. Đó thì đây là cái phân bổ và tính ra là mức trung bình của front end chẳng hạn, từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm là 16 triệu. Đó thì đây là một cái để mọi người có thể dùng, để một cái công cụ để mọi người có thể dùng để khảo sát cái thị trường của mình. Thì đấy là phần gọi là phần tổng quan chung đầu tiên về về ngành IT ở Việt Nam, thì tôi có một 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 vài một số cái ý như thế. Thì phần tiếp theo thì tôi sẽ nói đến cái phần tạo CV và phần phỏng vấn. Thì ở cái slide này mọi người nhìn thấy này, thì tôi viết là đường đến một công việc ước mơ của bạn đúng không? Ví dụ như bạn thường là tôi nghĩ rằng khi mà các bạn đang theo đuổi ngành này, các bạn đang học ở ngành này chẳng hạn, thì thường những bạn mà có cái sự chuẩn bị tốt ấy, thì các bạn đã hình dung sẵn ở trong đầu là ok là tôi sẽ thích, ví dụ là tôi sẽ ngắm sẵn là một số công ty tôi thích. Ví dụ một số bạn sẽ là muốn là ra tốt nghiệp là làm F-shop, một số bạn thì ngắm đến công ty VNG đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có trong đầu một số công ty ước mơ, một số cái vị trí mơ ước của bạn. Thì từ thì sẽ có 3 bước để bạn tiến đến cái vị trí ước mơ đó đúng không ạ? Thì bước đầu tiên là tôi gọi đây là 3 cái điểm chạm với nhà tuyển dụng. Điểm chạm đầu tiên là thông qua CV đúng không ạ? Các bạn gửi CV, các bạn ứng tuyển cho cái vị trí đó. Điểm chạm thứ hai là điểm chạm phỏng vấn, là khi mà bạn gặp nhà tuyển dụng để trao đổi về công việc, nhà tuyển dụng tìm hiểu nhiều hơn về bạn, hoặc là tí nữa tôi sẽ nói kỹ hơn việc đó. Và ở điểm chạm thứ ba đó là cái thời gian thử việc, thì thường ở công ty Việt Nam thì cái thời gian thử việc sẽ thường là 2 tháng đúng không ạ? Thì qua 2 tháng đó thì nhà tuyển dụng sẽ biết hết về những phần của bạn mà chưa được thể hiện ở trong CV với phỏng vấn đó. Thì ví dụ như là cái gọi là cái năng lực cũng như là cái gọi là thái độ, cách làm việc của mọi người như thế nào. Thì thành ra CV sẽ là một phần rất là quan trọng, vì cái phần CV này nó sẽ giúp cho bạn là bạn có được lọt vào mắt xanh của nhà tuyển dụng ban đầu hay không, để từ đó có thể là tiến đến việc là có được đi phỏng vấn hay không. Thì với tôi thì CV đây cái này thì cũng hơi là chủ quan cá nhân tôi một chút. Thì thực ra một CV thì nó sẽ có, tôi đánh giá nó có 3 cái tiêu chí. Thứ nhất là cái nội dung của cái CV. Thứ hai là cái thiết kế của cái CV đúng không ạ? Nội dung là ở trên đó là các bạn viết gì, các bạn liệt kê ra những kinh nghiệm như thế nào
rồi là kỹ năng các thứ ra sao đó. Thiết kế là các bạn trình bày cái bản CV, cái nội dung đó của bạn như thế nào. Và cái thứ ba cũng không kém phần quan trọng, ở đây tôi đánh dấu chấm hỏi, thì nó thực ra là cái độ phù hợp của cái CV của bạn với cái công việc mà bạn đang ứng tuyển. Thì tất nhiên là nó phải phù hợp thì nhà tuyển dụng mới quan tâm, chứ còn ví dụ như chẳng hạn bạn nộp cái CV kinh nghiệm là nhân viên bán hàng cho một vị trí mà tuyển dụng tech thì nó không phù hợp, và dù bạn có viết hay đến đâu và trình bày đẹp đến đâu thì nó cũng sẽ vẫn bị loại. Cho nên là đây là ba cái tiêu chí mà tôi nghĩ là quan trọng nhất ở trong cái CV. Thì đối với tôi và đối với dân tech nói chung thì tôi nghĩ là giữa nội dung và thiết kế thì nội dung quan trọng hơn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi đã từng đọc cũng khá là nhiều những cái CV của các bạn viết rất là đơn giản. Các bạn chắc là chỉ dùng Word hay gì đấy thôi, các bạn cũng không cần dùng công cụ gì, nhưng mà các bạn viết là các bạn tóm được những cái điểm quan trọng mà các bạn cần thể hiện ở trên CV, tức là cái nội dung nó đầy đủ, thì tôi vẫn đánh giá tốt hơn là một cái CV mà các bạn làm thiết kế rất là đẹp đẽ nhưng mà trên đó thông tin nó sơ sài và nó không thể hiện được cái năng lực cũng như là cái kinh nghiệm của các bạn. Thì giữa hai phần này thì nội dung tôi đánh giá cao hơn là thiết kế, còn cái độ phù hợp thì chắc chắn là vẫn là phần quan trọng nhất. Đó, thì về thiết kế thì thành ra là tôi sẽ nói trước, tức là thiết kế thì thực ra là các bạn cũng chỉ có một số những cái yêu cầu, đúng không ạ? Là thứ nhất là cái CV của bạn viết sạch đẹp, rồi nó có bố cục rõ ràng từng phần. Đấy, màu sắc thì các bạn viết hài hòa, đừng quá là nhiều màu sắc ở trong cái CV chẳng hạn. Và với các bạn mà thiên về designer thì hoặc là front end thì tôi có thấy một số những CV mà khá là ấn tượng, tức là các bạn thể hiện được cái cá tính, tức là nhìn một cái CV front end là tôi biết là kiểu bạn này là rõ ràng cũng có gu thẩm mỹ, bằng cách là các bạn thể hiện được một số những cái cách phối màu ở đâu đó, nhưng mà nó sẽ hơi hơi khó, hơi mạo hiểm một chút đó. Còn thường là các vị trí tech thì mọi người có thể làm an toàn, là mọi người cứ dùng một cái mẫu CV mà nó tương đối là đơn giản, nó không quá gọi là chói lọi thì nó sẽ an toàn hơn đó. Thì đây là một cái ví dụ về một cái CV mà nó tương đối là rõ ràng. Thì thực ra thì để tạo CV thì như tôi nói lúc nãy, nếu mà chỉ tập trung vào nội dung thì các bạn dùng Word cũng được, nhưng mà bây giờ thì có rất là nhiều các công cụ để giúp các bạn tạo CV, nên không tội gì chúng ta phải làm như thế. Và các công cụ thì thực ra là dựa khi mà dùng các công cụ ấy, thì là mọi người cũng sẽ biết được ngay, tức là trên các công cụ, trên các mẫu có sẵn thì mọi người sẽ có được ngay là cần điền những phần gì. Thì thường là mọi người khi mà mọi người bắt đầu bằng một mẫu có sẵn thì mọi người chỉ việc điền nốt vào những cái phần còn lại, thì việc làm CV nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, và sau đó là cái mẫu đó mọi người tạo ra nó cũng sẽ đẹp luôn. Đó, thì các cái công cụ tạo CV phổ biến thì tất nhiên là đầu tiên thì chúng ta có thể dùng các website tuyển dụng, thì chẳng hạn như trên JobGo cũng có, hoặc là các bạn có thể lên các cái website tuyển dụng khác như VietnamWorks, như Career Builder, thì các bạn cũng có thể tạo CV ở trên đó. Đó, những bạn mà gọi là làm chuyên về designer phần mềm thì các bạn có thể dùng các cái công cụ cho dân thiết kế như là Canva, như là Designbo để các bạn tạo CV. Đấy cũng là một cách, bởi vì tôi cũng đã từng nhìn thấy một số bạn tạo CV trên các công cụ này, và CV đó nó sẽ nhìn cái mẫu thiết kế nó khác hẳn những cái CV khác trên thị trường, vì nó có sự gọi là đặc biệt đó. Các bạn cũng có thể, ví dụ như JobGo thì ở trên cái mobile app của chúng tôi là các bạn sau khi mà các bạn nhập thông tin về bản thân mình đó thì các bạn sẽ có một cái chức năng là xuất từ cái thông tin đó ra thành một cái bản CV, thì nó cũng khá là tiện, tức là các bạn hình dung là các bạn sẽ chỉ cần là sau khi mà các bạn cài app và đăng nhập nhé, thì các bạn sẽ điền các cái thông tin của mình vào trong đó, thì xong sau đó là sẽ có cái nút là xuất CV, thì ngay lập tức là nó sẽ xuất ra một trong những cái mẫu mà các bạn có thể chọn để nó ra được cái CV cũng rất là đẹp đẽ và đầy đủ đó. Và thứ tư nữa thì là cái này thì không hẳn là công cụ tạo CV, nhưng mà hiện giờ các dev nói chung ở Việt Nam nên biết, và tôi thấy là các bạn dev cũng dùng rất là nhiều, đấy chính là LinkedIn. Thì LinkedIn thì thực ra nó là cái công cụ để kết nối nhiều hơn, nhưng bản thân trên LinkedIn thì các bạn đã có thể là tạo được là viết được hoàn toàn cái quá trình, cái kinh nghiệm và các cái kỹ năng của mình, nó cũng không khác gì một bản CV cả. Đó, thì khi mà ví dụ khi mà một nhà tuyển dụng hay là một headhunter mà tìm thấy cái LinkedIn của bạn thì thông qua đó thì cái thông tin nó cũng gần như đầy đủ, nó không kém gì so với một bản CV
Đó thì LinkedIn là cái mà bạn nên có để thứ nhất là các bạn cũng vừa có cái thông tin đầy đủ về về profile của mình, và thứ hai là các bạn cũng dễ được các nhà tuyển dụng và các cái headhunter tìm đến hơn. Đó. Nhưng mà ngoài LinkedIn đấy thì các bạn cũng nhớ là tạo một cái profile ở trên JobGo, nó cũng có kết quả gần như tương tự. Thì đây là ví dụ, đây là cái giao diện mà tôi nói lúc nãy, tức là khi mà các bạn dùng cái công cụ ở trên một cái web tuyển dụng để tạo CV đấy thì các bạn nhìn thấy nó rất là đơn giản. Tức là các bạn sẽ được hiển thị sẵn là ví dụ là cái mẫu mà bạn muốn chọn là gì, thì có rất là nhiều mẫu, nhiều design khác nhau đúng không? Các bạn chọn một mẫu thì trên đó nó có sẵn cái khung rồi. Nó có sẵn cái khung nội dung thì các bạn sẽ chỉ việc là điền nốt cái nội dung của mình vào trong cái mẫu đó. Thì đây tôi ví dụ như là bản CV bên phải là của tôi. Đó thì tôi sau khi mà chọn một mẫu thì tôi sẽ điền nốt là dựa như cái kinh nghiệm làm việc là gì này, học vấn của tôi là gì, thì tôi xóa những cái nội dung mà đang để sẵn ở trên cái mẫu đi và tôi thay bằng nội dung của tôi cho nó phù hợp. Thì thường là ví dụ các bạn làm mà các bạn đã chuẩn bị sẵn cái ý tưởng về nội dung trong đầu ấy thì rất là nhanh, các bạn chắc chỉ mất khoảng tầm 10 phút là các bạn có thể là tạo ra một cái CV nhìn rất là chuyên nghiệp. Đó. Thì cái công cụ này ở trên website của JobGo thì đây cái đường link của nó ở đây này, thì mọi người có thể nhìn thấy là ví dụ là JobGo mẫu CV xin việc đấy, thì sau đó là mọi người chọn đấy là có thể tạo được cái CV trong vòng 10 phút. Đó thì còn ở đây là cái lúc nãy tôi nói, tức là khi mà các bạn nếu mà các bạn sử dụng app thì các bạn cũng sẽ đạt được cái kết quả tương tự là sau khi các bạn điền thông tin thì các bạn có chức năng xuất CV ở bên phải này, là các bạn cũng có thể tạo được cái bản CV cho mình. Nhưng mà có điều là dùng mobile ấy, thì đúng là nó bị một cái hạn chế, tức là cái việc nhập thông tin rất là hơi hơi lâu, hơi bất tiện so với việc là các bạn gõ máy tính ở trên máy, thì trừ phi là bạn nào là chỉ thích dùng mobile thôi, không không thích dùng máy tính và các bạn ngồi thích bấm cả ngày thì các bạn dùng cái này phù hợp, rất là phù hợp. Các bạn có thể ngồi ngồi để nhập thông tin và nó sẽ tiện hơn khi mà sau này các bạn muốn cập nhật. Tức là ví dụ như là, chẳng hạn như là hôm nay là các bạn biết thêm một cái kỹ năng về ASP.NET chẳng hạn, thì ngay lập tức các bạn mở cái ứng dụng ra, các bạn chọn là cái kỹ năng đó, các bạn điền cái kéo một cái là kinh nghiệm là tôi có 1 năm kinh nghiệm ASP.NET vào chẳng hạn, thì là ngay lập tức là các bạn không cần phải sửa CV gì cả, là nó sẽ tự động cập nhật trên cái hồ sơ của các bạn rồi. Đó thì nó tiện ở chỗ đấy. Thì trong một cái CV thì ở nhà tuyển dụng họ nhìn thì những cái CV ở đây là tôi liệt kê là 10 cái thành phần ở trong CV đúng không ạ? Thì thường nhà tuyển dụng họ sẽ quan trọng nhất là 5 cái CV ở hàng trên, thì có thông tin cá nhân này, kinh nghiệm làm việc này, kỹ năng, bằng cấp, học vấn và mục tiêu nghề nghiệp. Thực ra là tùy nhé, mục tiêu nghề nghiệp thì là cũng cũng không nhất thiết phải có, nó thường hay có khi mà các bạn là còn tức là cái CV nó còn thiếu thông tin, tức là CV nó chưa có quá nhiều kinh nghiệm ấy thì các bạn đưa vào đó. Nhưng mà ở một số CV mà khi mà cái người làm là có rất là nhiều kinh nghiệm rồi thì họ cũng không nhất thiết họ đưa cái phần này vào, phần này là optional, tức là không 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 bắt buộc đó. Thì ngoài ra thì 5 cái mục ở phía dưới tôi liệt kê, ví dụ ngoại ngữ này, kỹ năng mềm này, thành tích, sở thích, người tham chiếu thì nó không bắt buộc, tức là có người không đó, có bạn có ngoại ngữ, có bạn không có ngoại ngữ, có bạn có thành tích, có bạn không có thành tích đó. Nhưng mà những cái này là nếu mà các bạn có thì nó sẽ là tạo thêm cái lợi thế cho CV của các bạn đó. Nhưng mà nó không bắt buộc. Thì trong tất cả các phần này thì cái phần kinh nghiệm làm việc sẽ là cái mà nhà tuyển dụng nhìn và kỹ nhất và sẽ đánh giá nhiều nhất để xem là có bạn có phù hợp với cả cái công việc mà người ta đang cần tuyển hay không. Đó thì thành ra là đầu tiên thì cái phần thông tin cá nhân thì nó rất là đơn giản, nó không có gì nhiều rồi đúng không ạ? Bạn sẽ có một cái ảnh profile, cái ảnh profile này thực ra cũng không bắt buộc đâu. Với những cái thực ra với những bạn mà đã làm ở nước ngoài hoặc là làm cho nước ngoài thì bạn biết là thực ra là CV ở nước ngoài thì thường người ta không cho ảnh profile vào. Nhưng mà ở Việt Nam thì lại có một cái thói quen là mọi người ai cũng cho ảnh profile vào. Đấy thì cũng được thôi. Nói chung là nhập gia tùy tục đúng không ạ? Chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta cho ảnh CV vào, nhưng mà như thế thì các bạn phải tìm cách là để làm sao cho cái ảnh đại diện của các bạn là thành lợi thế chứ không phải là thành điểm yếu của các bạn. Thì các bạn sẽ phải chọn cái ảnh đại diện làm sao là nhìn mình nó sáng sủa, nó rõ ràng, nó gọi là chụp ảnh ngay ngắn nghiêm túc, chứ không dùng một cái ảnh mà
mà nó kiểu hơi cợt nhả hay là nó không nghiêm túc thì nó lại tự dưng lại thành chỉ điểm của mình đó. Thì cái thông tin cá nhân thì tất nhiên là ngoài cái ảnh thì mọi người có thể cho, đầu tiên là yêu cầu bắt buộc là có tên này, xong rồi có cái gọi là cái vị trí mà mọi người đang muốn ứng tuyển. Ví dụ như ở trong này là một bạn đang muốn ứng tuyển vị trí marketing intern, thực tập sinh marketing đó, email số điện thoại để nhà tuyển dụng có thể liên lạc lại với bạn. Ngày sinh, thực ra ngày sinh thì cũng không cần thiết lắm, các bạn có thể chỉ cần cho năm sinh. Ở nước ngoài đây cũng là một cái mà không quan trọng, tức là nhà tuyển dụng thường họ không cần biết năm sinh bởi vì là nó cũng dễ gây là gọi là cái phân biệt đối xử. Nhưng mà Việt Nam thì nhà tuyển dụng nào cũng yêu cầu phải có năm sinh. Ở trên CV của chúng tôi mà gửi cho bên nhà tuyển dụng ấy mà thiếu năm sinh là y như rằng là nhà tuyển dụng bảo là CV bên này là sơ sài, là bị thiếu năm sinh, bởi vì là nhà tuyển dụng Việt Nam lại cũng hay là chọn ứng viên dựa theo năm sinh nữa cơ đó. Vị trí, địa điểm mà các bạn mong muốn làm việc, ở đây là Hà Nội đúng không ạ, bởi vì nhiều khi là ứng viên họ cũng không để ý đâu, họ nhìn thấy cái việc ở ở tỉnh nào Hồ Chí Minh hay gì, xong ứng tuyển xong rồi phát hiện là ôi, cái này ở thành phố khác không phải thành phố của mình đó, cho nên là thường là nhà tuyển dụng họ cũng quan tâm đến là ông ứng viên này ở đâu để biết là xem là có đúng là đang ứng tuyển đúng hay không đó. Ngoài ra thì với các ứng viên tech ấy, thì mọi người sẽ hay có thêm bổ sung đó là GitHub và LinkedIn. LinkedIn thì lúc nãy tôi nói rồi đúng không, các bạn lên LinkedIn các bạn tạo cái tài khoản và các bạn có một cái địa chỉ LinkedIn của mình trên đó. Nhưng mà có thêm cái LinkedIn thì nó sẽ không bổ sung nhiều thông tin cho cái CV bởi vì là hai cái thông tin là một đó. Nhưng mà trên các bạn có GitHub thì cũng khá là tốt, bởi vì là thường là ví dụ những nhà tuyển dụng mà tech thì họ có thể là nhìn cái xong họ vào họ xem luôn cái GitHub của bạn xem là bạn cái khả năng code của, nhất là các bạn senior coder thì có thể là họ sẽ đi vào để đánh giá luôn cái gọi là cái code của một số dự án của các bạn mà đang public đó. Mà cái GitHub thì cũng không phải là bạn nào cũng có, bởi vì nhiều bạn là làm các cái dự án của công ty đúng không ạ, còn là những cái dự án code đóng không phải là code mở thì những dự án đấy thì tất nhiên là cũng không thể đưa lên công khai ở trên GitHub được đó. Thì thường là sẽ là những cái dự án mang tính gọi là cá nhân, hoặc là dự án mà các bạn làm vì đam mê nhiều hơn đó, hoặc là những cái dự án code mở mà các bạn tham gia cùng thì các bạn đưa lên GitHub đó. Thì lúc nãy tôi có nói cái phần mục tiêu nghề nghiệp ở đây này, cái phần tiếp theo mục tiêu nghề nghiệp đúng không, là cái phần không bắt buộc. Thì thường ở trong cái phần này này chúng ta gọi phần này là phần thông tin chung, thì là chúng ta sẽ chia làm có hai cái cách để viết phần này. Một, hoặc là các bạn viết mục tiêu nghề nghiệp của mình, hoặc là các bạn viết một cái là giới thiệu bản thân, nhưng mà một trong hai nhé, không phải là không viết cả hai đúng không ạ, và sẽ chỉ ngắn gọn thôi, một hoặc hai dòng, hai câu tối đa đó. Thì thường các bạn mà chưa đi làm hoặc là còn ít kinh nghiệm, 1-2 năm kinh nghiệm, thì các bạn sẽ viết về mục tiêu nghề nghiệp đúng không, ví dụ như ở trong này là viết là tôi muốn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp và có được các chứng chỉ lập trình viên cao cấp của Microsoft trong 2 năm tới, thì đấy là một cái mục tiêu nghề nghiệp của các bạn đó. Nhưng mà những bạn mà dày dạn kinh nghiệm rồi thì các bạn sẽ viết giới thiệu bản thân để cho là cái CV của các bạn là nổi bật hơn hẳn, để cho người đọc người ta có thể chú ý đến ngay. Đấy, ví dụ như chẳng hạn là một bạn có thể viết là tôi là lập trình viên full stack 8 năm kinh nghiệm, đã từng xây dựng sàn thương mại điện tử có hơn 3 triệu người dùng, thì rõ ràng là đọc cái CV của bạn này thì là cái người mà đang cần, cái nhà tuyển dụng mà đang cần một ông full stack kinh nghiệm là họ sẽ chú ý ngay. Đó là bởi vì ông này là có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái này rồi. Đấy thì ai mà đã có nhiều kinh nghiệm rồi thì thường sẽ viết giới thiệu bản thân, còn ai mà đang còn đang non, còn đang ít kinh nghiệm thì mọi người có thể viết cái mục tiêu nghề nghiệp ở trong này. Đó. Thì về phần kinh nghiệm làm việc, chắc là tôi cũng nói nhanh nhanh thôi, không thì là còn dài lắm. Kinh nghiệm làm việc thì mọi người chú ý là mọi người sẽ viết theo cái trình tự thời gian ngược, tức là từ các công việc gần nhất tới xa nhất, có nghĩa là cái việc mà mọi người đang làm hoặc là mới làm gần nhất là ở trên cùng, bởi vì nhà tuyển dụng họ sẽ đọc từ trên xuống dưới đúng không ạ, thì cái công việc gần nhất là những cái họ quan tâm, nói chung là họ quan tâm đến là khoảng từ 2 đến 5 năm, 3 đến 5 năm gần đây nhất là các bạn làm những công việc gì có liên quan đến cái mà công việc mà tôi đang cần tuyển hay không đó. Thì ở mỗi cái mỗi phần trong kinh nghiệm làm việc thì các bạn sẽ phải đảm bảo đủ các cái thông tin, là đầu tiên là vị trí, ví dụ như là tôi là full stack developer hay là tôi là front-end developer ở công ty nào, thời gian là từ tháng nào năm nào đến tháng nào năm nào, các bạn không cần viết đến ngày đâu, chỉ cần viết tháng năm là được đó, và chi tiết cái công việc
Thì trong chi tiết công việc thì cố gắng là càng cụ thể càng tốt, càng mọi người nói được cái phần trách nhiệm, cái phần thành tích ở trong cái công việc mà mọi người đã làm, đúng không ạ? Và mọi người cố gắng là lượng hóa được. Đấy, như tôi nói là cố gắng càng cụ thể càng tốt. Thì đây tôi có ngay một vài ví dụ. Chẳng hạn đây là tôi lấy cho có hai ví dụ về cái cách viết chi tiết cái công việc mà mọi người đã làm. Đó, ví dụ như đầu tiên là một bạn làm technical lead ở một công ty về quảng cáo, đúng không ạ? Thì bạn có thể viết là ok, tôi xây dựng hệ thống tool quản lý khách hàng nội bộ này. Tôi xây dựng hệ thống quản lý quảng cáo tự động kết hợp với cả Facebook và Google AdWords API, đúng không ạ? Đó, và tôi đoạt thì đấy là hai cái kinh nghiệm của bạn, còn sau đó là một cái thành tích là đoạt giải nhân viên sáng tạo của công ty 2 năm liên tiếp. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó tương đối cụ thể, tức là các bạn diễn tả được là các bạn làm cái gì, và thông qua đó thì cái người đọc người ta cũng sẽ hiểu được là bạn có kinh nghiệm gì ở trong cái công việc mà bạn đã làm. Đó. Còn một vị trí thứ hai của một bạn lập trình cho JobsGo, đúng không ạ? Lập trình front end thì bạn viết là tôi đã xây dựng toàn bộ giao diện cho cả ứng viên, cả nhà tuyển dụng và phần admin cho JobGo bằng Bootstrap và React.js, đúng không ạ? Thì thông qua này là ok, nhà tuyển dụng sẽ nắm được luôn là ông này biết, bạn này biết là Bootstrap và biết React.js. Đó, tôi đã tối ưu giao diện để đạt điểm 95 trên 95 cho hơn 90% trang web đo bằng công cụ Google Page Speed Insight. Đó, tôi cũng hỗ trợ team marketing cài code và đo lường hiệu quả quảng cáo và sell trên Google Tag Manager, Google Analytics và Facebook Pixel. Đó, thì khi mà nhà tuyển dụng đọc qua này thì ngay lập tức họ sẽ map lại được, họ sẽ liên hệ được là ok, là những cái kỹ năng cụ thể, những cái kinh nghiệm cụ thể mà bạn này làm có đúng là những cái kỹ năng mà bạn ấy đã nói hay không, và thứ hai nữa là các cái kỹ năng đấy nó có phù hợp với cả công việc tôi đang tuyển hay không. Nếu mà đúng là tôi cũng đang muốn xây dựng một cái website mới mà tôi cũng cần phải tối ưu về tốc độ, và tôi cũng cần gọi là đo lường hiệu quả quảng cáo, thì nhìn thấy bạn như thế này là tôi thấy ngay là rất là hợp rồi, là tôi sẽ muốn tuyển ngay. Đó. Thì ngoài ra trên CV thì sẽ cũng có cái phần kỹ năng chuyên môn, thì cái phần này thực ra là mang tính liệt kê thôi, để tức là nó làm nổi bật ngay là khi mà nhà tuyển dụng nhìn lướt qua CV của bạn một cái thì là họ sẽ biết là bạn có những cái kỹ năng gì. Đó, thì như tôi nói thì cái này chỉ là liệt kê, còn khi mà sau khi mà nhà tuyển dụng lướt qua phần này để nhìn thấy bạn có kỹ năng gì thì họ sẽ đọc kỹ cái phần kinh nghiệm làm việc để họ xem là cái kinh nghiệm của bạn có đúng là từ những kinh nghiệm đó ra được những cái kỹ năng này hay không. Đó, thì ví dụ như ở đây thì bạn sẽ liệt kê các kỹ năng và cái level của các bạn, ví dụ là 5 thì là hoàn hảo, là các bạn rất là dành những cái kỹ năng đấy, 4 là các bạn là giỏi, đó, 3 là trung bình, kiểu như thế. Thì trên các cái công cụ tạo CV thì đều có cho phép bạn là chọn cái kỹ năng và sau đó là chọn cái mức gọi là thành thạo của cái kỹ năng đó, để mọi người có thể tạo ra một cái gọi là một cái phần nhìn nhanh là đánh giá là bạn có những cái kỹ năng gì. Đó. Lịch sử học tập thôi, phần này thì tôi cũng sẽ không nói nữa vì nó cũng tương tự như là cái phần kinh nghiệm làm việc, tức là mọi người cũng viết theo cái trình tự ngược là liệt kê một hai trình độ cao nhất của mình đó, và thành tích trong cái phần học tập đó. Kỹ năng mềm, cái phần này thì là không bắt buộc đó, thì bạn nào cảm thấy là mình thực sự mạnh về những kỹ năng mềm nào thì mọi người có thể cho vào, như mọi người giỏi về giao tiếp, giỏi về làm việc nhóm đó. Nhưng mà cái phần này thì thực ra là cho vào cho CV nhìn trông cho nó đầy đủ thôi, chứ còn nhà tuyển dụng thì họ cũng sẽ không đánh giá cao gì phần này và họ không chú ý lắm, bởi vì là phần này là do chủ yếu là mình tự đánh giá, còn thực tế bạn có thực sự giỏi những cái kỹ năng mềm hay không thì nó phải thông qua công việc thực tế thì mình mới biết được, mình mới nắm được, thì nhà tuyển dụng mới biết được. Đó, thì tóm tắt chung lại thì là các cái tiêu chí của một cái CV thì chúng ta sẽ cần có độ dài hợp lý. Độ dài hợp lý có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nếu mà các bạn có khoảng 1-2 năm kinh nghiệm trở xuống thì viết CV khoảng 1 trang là đủ. Các bạn có 3-5 năm kinh nghiệm, các bạn viết 2 trang. Các bạn có 8-10 năm kinh nghiệm trở lên, các bạn viết 3 trang. Nhưng mà đừng dài hơn thế, đừng viết ví dụ đến 7-10 trang kinh nghiệm, bởi vì nói chung là không có HR hay là nhà tuyển dụng nào họ có thể dành nhiều thời gian để ngồi đọc hết những cái kinh nghiệm như vậy. Bạn nếu mà các bạn có rất là kinh nghiệm, bạn muốn viết thì bạn cũng cố gắng làm cách là hợp lại những cái điểm gọi là mình các bạn thấy là tốt nhất, mạnh nhất, để viết ra được là những cái điểm mà hay nhất để các bạn
trong cái độ dài mà tôi vừa mới nói đó. Viết đúng nhưng mà hay, tức là phần này trên CV thì chắc chắn là chúng ta cần trung thực rồi, đúng không? Chúng ta không thể viết là tôi có những cái mà tôi thực sự tôi chưa có hoặc tôi chưa làm đó, nhưng những cái mà mình đã làm, đúng không, thì sẽ có rất là nhiều cách để mình viết về nó. Tức là nói theo ngôn ngữ dân gian là hơi 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 chém gió một chút, nhưng mà tất nhiên không phải chém gió quá, nhưng mà mình viết làm sao cho nó nghe, cho nó hay. Đấy thì cái này là ví dụ, một cái ví dụ nó là ví dụ dạng chuyện cười thôi, là một nhân viên Grab thì anh ấy viết là kinh nghiệm của anh là làm việc ở một công ty đa quốc gia, đúng không, và chịu trách nhiệm là tạo ra sự hài lòng của khách hàng cho công ty đấy, thông qua cái việc chấm điểm của khách hàng cho công ty đó. Thì nó cũng là những cái thông tin đúng, đúng không, Grab cũng đúng là công ty công nghệ đa quốc gia thật đấy, nhưng mà anh ấy không nói sai, nhưng mà anh nói về công việc của anh ấy ở một cấp độ hay hơn bình thường đó. Thì thông qua CV thì các bạn cũng cố gắng làm nổi bật thế mạnh của mình đó, các bạn cũng phải thể hiện được sự nhất quán. Nên sự nhất quán thì như lúc nãy thì tôi vừa nói đấy, là ví dụ như cái kinh nghiệm làm việc của bạn và những cái kỹ năng mà bạn có nó cũng sẽ phải khớp với nhau đó. Và một số bạn thì thông qua cái CV thì các bạn cũng có thể thể hiện một chút cái tính cách của mình. Có một cái tính cách rất dễ bị phát hiện qua CV nhưng mà không phải là tính cách tốt, đó chính là tính ẩu, tính cẩu thả. Thì bạn nào mà ẩu hay cẩu thả thì đọc CV rất dễ phát hiện. Ví dụ như chẳng hạn là các bạn trình bày giãn dòng chỗ thì giãn, chỗ không giãn, hoặc là đầu thụt ra thụt vào giữa các dòng khác nhau, hoặc là viết sai chính tả, viết sai ngữ pháp, chấm phẩy lung tung, thì tất cả những cái đấy nó sẽ đều là điểm trừ trong mắt nhà tuyển dụng. Bởi vì sao? Bởi vì CV này thực ra là không có ai gọi là bắt các bạn phải viết một cái CV trong vòng 10 phút, 15 phút như một bài kiểm tra cả, đúng không? Các bạn có rất là nhiều thời gian để chuẩn bị. Cho nên khi mà các bạn đã chuẩn bị xong và gửi CV cuối cùng đến nhà tuyển dụng thì tốt nhất là các bạn phải đảm bảo là cái bản CV của mình nhìn nó chuyên nghiệp nhất có thể và nó chỉnh chu nhất có thể. Đó, các bạn đừng gọi là vì vội mà các bạn gửi một cái bản CV mà nó chưa chỉnh chu, hoặc là các bạn chưa kiểm tra lại chính tả cho nó. Đó. Thì cái thể hiện tính cách ở đây là các bạn phải chú ý làm sao để nó đừng thể hiện cái tính cách cẩu thả của một bạn ẩu khi mà viết CV. Đó. Đừng để nhà tuyển dụng đánh giá mình trên cái đó. Và cuối cùng là khi mà các bạn đi phỏng vấn thì tốt nhất là đem CV theo. Nhớ đem CV theo. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi các bạn nghĩ rằng là mình cũng gửi CV cho nhà tuyển dụng rồi thì tôi đi phỏng vấn thì hiển nhiên là nhà tuyển dụng đã phải có CV của tôi rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi nó không phải thế. Tức là rất nhiều khi là ví dụ như CV của các bạn gửi đến thì cái bộ phận tiếp nhận không phải là bộ phận phỏng vấn. Nhiều khi là ví dụ HR tiếp nhận, hoặc thậm chí có công ty là bộ phận tiếp tân, lễ tân, họ tiếp nhận CV của bạn rồi họ đánh giá sơ qua rồi họ sẽ gửi sang cho phòng chuyên môn là ok, là ví dụ bạn này bạn kia đã được, xong rồi sắp xếp đến phỏng vấn. Nhưng mà phòng chuyên môn cuối cùng lại không cầm cái CV ở trong tay, và khi bạn đến thì là họ không có gì để đối chiếu. Thì tốt nhất là để chủ động nhất và cũng để nhà tuyển dụng họ thấy là bạn có sự chuẩn bị kỹ càng thì khi đi phỏng vấn mọi người đem theo CV của mình. Đó. Thì đấy là về cái phần tôi muốn chia sẻ về viết CV, là những cái điểm quan trọng khi mà các bạn viết CV của mình. Đó, thì cái phần tiếp theo thì là phỏng vấn. Thì chắc là phần này thì tôi sẽ nói ngắn nhanh gọn thôi, bởi vì là cũng thực ra cũng không có gì nhiều. Thì phỏng vấn thì tất nhiên là sẽ tùy cái quy trình phỏng vấn của tùy công ty, đúng không ạ? Nó sẽ có thể có những công ty là một vòng là xong, nhưng cũng có thể có công ty họ có đến 4-5 vòng. Thì ví dụ như chẳng hạn lần trước tôi cũng nghe cái chia sẻ của một bạn kỹ sư ở Google, thì ví dụ như ở Google thì họ có đến 5 thậm chí 6 vòng phỏng vấn. Vòng đầu tiên họ sẽ là phòng phỏng vấn phone hoặc là đấy, qua phone interview trước, xong sau đó là họ, nếu mà ứng viên mà qua được vòng đó thì họ sẽ on-site, là ứng viên sẽ bay đến Google Campus và phỏng vấn thêm 5 vòng nữa ở tại chỗ. Đó, thì 5 vòng đó thì thực ra thì trong đó có đến 4 vòng là phỏng vấn về coding, về lập trình tại chỗ, và có một vòng phỏng vấn là để kiểm tra xem là văn hóa của bạn
nó có phù hợp với văn hóa của công ty không, do các cái project manager mà sẽ trực tiếp quản lý bạn họ đánh giá. Đó thì thường như vậy là ở các công ty thì sẽ có các loại phỏng vấn như này. Có những công ty thì sẽ là họ sẽ cho bạn làm bài test trước, đúng không ạ? Những bài quiz hoặc bài test trước. Đó, cũng có công ty thì sau đó thì nếu mà bạn pass được bài test thì họ sẽ mời bạn đến công ty để interview. Thì hiện giờ có một khách hàng của chúng tôi đang là đúng là có quy trình như thế, tức là vòng 1 là họ sẽ gửi cho bạn một bài test. Bài này sẽ có, tức là khi mà bạn đồng ý làm bài test thì họ sẽ gửi một cái link, và cái link đấy sẽ có giá trị trong vòng 24 giờ. Bạn làm xong bài test đó thì nếu mà bạn đủ điểm pass thì họ sẽ mời bạn đến phỏng vấn. Đấy là vòng thứ 2. Đó. Thì thường khi mà phỏng vấn trực tiếp ấy, thì thường là các bạn sẽ được hỏi về cái kinh nghiệm, về cái dự án mà bạn đã từng làm và bạn viết ở trên CV. Thì ví dụ như chẳng hạn như mà tôi là người phỏng vấn, đúng không? Thì thường là cái câu hỏi đầu tiên của tôi là tôi sẽ hỏi bạn là giới thiệu một chút về bản thân này. Xong sau đấy là tôi sẽ hỏi ngay vào một hai cái dự án gần gần đây mà bạn đã viết ở trên CV, để tôi xem là cụ thể là bạn có nắm, đúng là bạn nắm vững những cái dự án đó như bạn đã trình bày ở trên CV hay không. Đó, thì ngoài phỏng vấn và ngoài cái việc test thì cũng có, thường sẽ có những vòng ở một số công ty thôi, đúng không? Là họ sẽ có thể là yêu cầu là bạn làm coding trực tiếp luôn. Coding ở đây thì có thể là họ sẽ đưa ra những câu hỏi coding về thường sẽ là những câu hỏi coding về thuật toán này, về cấu trúc dữ liệu. Đó thì các bạn sẽ, hoặc là các bạn sẽ phải code trực tiếp ở trên một trang web và sau đó là check xem kết quả ra đúng hay sai. Đó, hoặc là cũng có thể là dễ hơn thì là bạn sẽ chỉ cần nói, giải thích là cái cách mà bạn định tiếp cận bài toán như thế nào, và bạn không cần phải viết trực tiếp code ra, nhưng mà bạn phải giải thích được là ok, với bài toán như này thì tôi tiếp cận như nào, tôi sẽ định giải ra sao. Đó, và ở một số công ty thì họ sẽ có thể có cái phần gọi là phần assignment, tức là phần bài tập đưa về nhà, là họ sẽ ra cho bạn một cái dự án nhỏ nhỏ để xem là bạn thực hiện cái dự án đó được hay không, và trong thời gian bao lâu. Thường thì dự án nó sẽ không cần quá nhiều thời gian đâu, bởi vì là nói chung là cũng ứng viên mà giỏi thì họ cũng không thích làm kiểu dạng assignment như thế này. Thì công ty nào mà cầu thị thì không, cũng chưa chắc đã cần có cái này, nhưng mà nếu có thì thường là sẽ là những cái assignment làm trong khoảng tầm 1-2 ngày gì đấy để các bạn thể hiện được là các bạn nắm vững được những cái công nghệ mà công ty cần thông qua cái bài dự án nhỏ nhỏ này ra về nhà. Đó. Thì với kinh nghiệm của tôi khi mà phỏng vấn tech, tức là bản thân tôi thì tôi đã cũng từng phỏng vấn cũng khá là nhiều bạn tech, thì không chỉ cho công ty Jobzo của tôi mà còn cho các khách hàng của Jobzo, đúng không ạ? Bởi vì là Jobzo thì chúng tôi cũng có khá là nhiều công ty tech ở cần tuyển dụng thông qua Jobzo, là dưới dạng dựa hăn các bạn tech về ấy, thì tôi cũng phỏng vấn khá là nhiều. Thì tôi thấy một trong những cái điểm yếu của các bạn ở Việt Nam nói chung đó chính là cái phần mà phần về thuật toán, phần về thuật toán giải thật của cấu trúc dữ liệu, tức là những cái phần mà khá là, nó gọi là những cái phần rất là căn bản ở trong lập trình, tức là có thể nó không được dùng nhiều nhưng mà nó sẽ thể hiện được bạn là người có nắm được những cái gọi là những cái điểm cơ bản mấu chốt. Bởi vì khi mà chúng ta gặp một bài toán khó ấy, một bài toán mà cần đào sâu, thì thường những cái kinh nghiệm này lại trở thành quan trọng, rất là quan trọng. Đó, thì dụ như chẳng hạn là nếu mà có những bạn là kinh nghiệm làm dự án rất là nhiều đó, nhưng mà không có cái tư duy mạnh về thuật toán chẳng hạn ấy, thì ví dụ các bạn có thể là gặp những bài toán quen, những cái dự án quen thì các bạn làm rất là nhanh, nhưng mà khi mà những cái mà cần ví dụ cần tối ưu, cần làm nó phải đào sâu một chút chẳng hạn, thì các bạn sẽ gặp khó khăn đó. Thì ra là thường thì tôi thấy ở Việt Nam thì cái phần này là cái phần mà các bạn hay bị yếu, tức là khi mà tôi đưa ra một số những cái bài toán, ví dụ về tôi yêu cầu các bạn là giải một cái bài toán thuật toán trong vòng khoảng 5 đến 10 phút chẳng hạn, thì không nhiều bạn làm được đó. Thì đấy là về 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 phần
Xin lỗi một chút nhé, để tôi xem là tôi có bị bỏ mất một cái slide không. À, ok. Đây, thì trong một buổi phỏng vấn này, thì các cái yếu tố thành công của buổi phỏng vấn thì tất nhiên đây là đầu tiên là các bạn sẽ phải có kiến thức và hiểu biết chuyên môn, đúng không ạ? Tức là các bạn đi phỏng vấn liệu lập trình PHP thì hiển nhiên là các bạn sẽ phải có kiến thức về PHP để thì các bạn mới có thể là thành công ở cái buổi phỏng vấn, bởi vì là chắc chắn là các bạn sẽ được hỏi về những cái câu chuyên môn đó. Nhưng mà có một cái mà tôi đánh giá bản thân tôi là khi mà làm nhà phỏng vấn tôi sẽ đánh giá rất cao, đấy là sự đam mê của các bạn về lập trình. Thì cái này tôi cũng có một câu chuyện mà tôi gọi là nó để lại cái ấn tượng rất là sâu trong tôi. Tức là cái hồi năm 2000 2015 thì hồi đó tôi cũng là một CTO của một công ty startup ở bên Singapore. Thì lúc đó tôi cần tuyển hai bạn, sorry, tôi cần tuyển một bạn lập trình viên cho di động. Hồi đấy là viết lập trình bằng C, C cộng cộng cho hệ điều hành Symbian 60 của Nokia. Thì tôi cần tuyển một bạn như thế. Thì thực ra trong đầu tôi đã nhắm sẵn bạn đấy rồi. Và tôi biết, tức là cái bạn đó thì lúc đấy là còn đang học ở một trường đại học ở bên đó. Thì tôi có gọi là đặt ra cái tôi gửi cái tin tuyển dụng đấy vào trong trường, và tôi nhắn bạn đấy là đấy, cái buổi ngày hôm đấy thì bạn đấy đến, và tức là nói chung là tôi sắp xếp trước để bạn đấy đến và tôi sẽ tuyển. Thì bạn đấy đến và tôi tuyển, nhưng mà ngoài bạn đấy thì lại có tự dưng là có một bạn mà tôi không hề là chuẩn bị trước, một bạn người Trung Quốc, và bạn ấy cũng nhìn thấy cái tin tuyển dụng đấy ở trường và bạn ấy đến phỏng vấn. Thì rõ ràng là lúc đầu tôi không có dự định là tuyển bạn thứ hai, và tôi chỉ định tuyển một bạn kia thôi đó. Nhưng mà khi mà bạn này đến này thì bạn ý gọi là bạn ý show cho tôi, bạn demo cái game mà bạn đang viết ở trên, tức là một cái dự án mà bạn bạn gọi là bạn bạn tự viết, một dự án mà bạn bạn làm trong thời gian rảnh rỗi. Và bạn ý show cho tôi cái game đấy và cái cách mà bạn ý trình bày cái game đấy cho tôi bằng cái gọi là ánh mắt rất là gọi là nhìn thấy cả lửa trong mắt, tức là rất là hào hứng để nói về những cái kiểu những cái mà bạn đã làm, rồi là những cái điểm khó mà bạn đã gặp phải khi mà làm và bạn đã vượt qua ra sao. Thì ngay lập tức là mình cảm nhận được là bạn này là bạn thực sự là bạn rất là yêu, rất là đam mê cái việc lập trình này. Thế là cuối cùng là sau cái buổi đấy là tôi ấn ấn tượng đến mức là tôi đồng ý nhận luôn, là nhận thêm một bạn nữa, mặc dù là lúc lúc đầu là không có kinh phí và không có budget, nhưng mà tôi biết là bạn này vào chắc chắn bạn sẽ làm rất tốt, và đúng là bạn hoàn toàn là đạt và vượt cái kỳ vọng đó của tôi. Tức là bạn sau này bạn cũng gắn bó với công ty tôi rất là lâu, và bạn là người làm ra rất là nhiều những cái sản phẩm chính của công ty tôi về sau đó. Thì thành ra từ đó về sau là tôi khi mà phỏng vấn thì tôi có một cái rules, đó là tôi sẽ nhìn xem là cái người mà cái bạn mà đến cái bạn ứng viên ấy, bạn có thể hiện được cái gọi là cái nhiệt huyết khi mà các bạn nói về lập trình hay không. Đấy thì tôi sẽ hỏi là ví dụ như là vì sao mà bạn đến với lập trình, đúng không ạ? Và có những bạn là bạn bạn thể hiện ra được ngay cái đam mê của lập trình sau khi mà trả lời câu hỏi đấy. Bạn ví dụ bạn sẽ có những câu chuyện mà bạn kể là tại sao bạn đến với lập trình đó, và ánh mắt của bạn sẽ thể hiện được cái sự đam mê đó đó. Và những bạn mà không đam mê, thực ra là tôi đã từng, tôi cũng gặp khá là nhiều bạn, thì mình cũng có thể cảm thấy ngay, tức là kiểu bạn đến bạn mặc rất là formal, rất chảy chuốt, nhưng mà khi mà nói chuyện lập trình thì mình không cảm thấy được được một cái sự gọi là sự 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 hứng thú, sự đam mê nào. Thì những bạn đấy là tôi sẽ không đánh giá cao, và thường là tôi sẽ loại loại luôn đó. Thì thứ ngoài ra, ngoài hai cái đó, kiến thức chuyên môn và đam mê, thì những cái khác cũng sẽ nhà tuyển dụng cũng sẽ đánh giá bạn, đó là cái thái độ, cái tính cách, tác phong, đúng không ạ? Nói chuyện mạch lạc, logic rõ ràng, cái này rất quan trọng nha. Cái này thực ra là nó quan trọng, nó quan trọng ở đa số các ngành nghề, ví dụ như kể cả sale thì các bạn cũng cần là ứng viên sale là nói chuyện được mạch lạc, logic rõ ràng, nhưng mà đặc biệt quan trọng ở trong cái ngành lập trình, ngành kỹ thuật này. Thì những bạn mà ví dụ như là khi mà tôi hỏi về một vấn đề, hoặc là tôi yêu cầu bạn giải thích về về cái dự án trước đây của bạn, mà bạn bắt đầu nói lòng vòng, xong rồi là bạn nói không rõ ràng, bạn không nắm được cái vấn đề chính, cái vấn đề quan trọng nhất đó, thì mình cũng thường mình sẽ nắm được ngay. Và những cái bạn đó thì
tôi cũng nói chung là cũng sẽ là một cái yếu tố để mình đánh giá các bạn là không tốt nếu mà các bạn là không gọi là không trình bày vấn đề được một cách mạch lạc, nói ngắn gọn, nói rõ ràng đó. Ngoài ra thì thông qua cái phỏng vấn thì mình cũng đánh giá được tính cách của bạn ứng viên, đúng không ạ? Là mình sẽ xem là liệu bạn này có vẻ dạng như là vui tính, phù hợp với cả các bạn trẻ trẻ năng động ở công ty mình hay không, hay là bạn này là người điềm đạm, cũng có thể là cũng phù hợp văn hóa công ty đó. Thì thông qua đó mình sẽ đánh giá được cái mức độ hòa hợp của bạn với cả văn hóa và cái khả năng gắn bó lâu dài của bạn đó. Thì đấy là những cái gọi là những cái điểm mấu chốt mà đây là kinh nghiệm bản thân của tôi, nhưng mà tôi nghĩ là nhiều nhà tuyển dụng họ cũng sẽ có những cái tiêu chí tương tự như thế này để họ đánh giá ứng viên ở trong một vòng phỏng vấn đó. Thì đấy là những yếu tố thành công. Còn nguyên nhân thất bại thì rất nhiều, thì đây tôi không 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 nói quá chi tiết, thì chắc là tôi sẽ chuyển nhanh qua các slide thôi. Thì ví dụ như chẳng hạn có nguyên nhân thất bại cũng, ví dụ trang phục không thích hợp, đúng không? Các bạn đến công ty mà dựa là mặc tất nhiên tech thì là sẽ gọi là không cần phải mặc ăn mặc quá formal như là CEO, nhưng mà các bạn cũng cần ăn mặc chỉnh chu một chút, các bạn không thể mặc bá lỗ đến phỏng vấn công ty được, đúng không ạ? Các bạn nguyên nhân phỏng vấn là đi phỏng vấn muộn, đúng không? Các bạn hẹn 9 giờ nhưng mà 9 rưỡi các bạn mới đến thì nó cũng thể hiện cái sự gọi là không tôn trọng với cả nhà tuyển dụng, cũng là một nguyên nhân đó. Hoặc là các bạn không chuẩn bị gì vấn khi mà nhà tuyển dụng hỏi là ví dụ như là các bạn biết gì về công ty hay là sản phẩm công ty, các bạn đơ người ra, thì đấy cũng là một một cái mà có thể khiến bạn bị trượt của trượt phỏng vấn đó, không tự tin, rụt rè, sợ hãi, rồi là thiếu tôn trọng nhà tuyển dụng. Cái này thì tôi nghĩ chắc là cũng cũng không không nhiều, không 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 có mấy, nhưng mà cũng không phải là không có đó. Cho nên là nói chung khi mà mình gặp nhà tuyển dụng thì mình thể hiện những cái sự tôn trọng, định mình không cao giọng, tức là nhà tuyển dụng họ có thể nhiều khi họ hỏi khó thì mình cần giữ cái sự điềm đạm của mình đó. Không trung thực đấy là khi mà mọi người nói những cái mà mọi người không có, không biết, thì khi mà nhà tuyển dụng hỏi dồn một chút là có thể là những cái phần này cũng sẽ bị lộ ra đó. Kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội này, mấy cái này là cái chung chung đó, cho nên là tôi sẽ không đi không cần phải nói đó. Thì ok, để kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì phần phỏng vấn thì tôi nghĩ là cũng chỉ có một số những cái chia sẻ đó. Thì để kết thúc thì tôi có tức là một vài cái chia sẻ đây, gọi là nhắn nhủ thì hơi 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 nghe nó hơi gọi là quan trọng quá, nhưng mà một vài cái chia sẻ thì từ kinh nghiệm của bản thân tôi thì tôi nghĩ cái ngành công nghệ này cùng chúng ta đang tham gia nó là ngành thay đổi rất là nhanh. Thì một cái tiêu chí quan trọng nhất đấy là mọi người luôn luôn phải chủ động liên tục cập nhật kiến thức của mình, tức là không có nghĩa là mọi người hôm nay học xong Java là sau đó là mọi người có thể 20 năm mọi người ngồi làm Java, đúng không ạ? Mọi người chắc chắn là chỉ 1-2 năm sau thôi là những cái kiến thức ngày hôm nay của mọi người nó sẽ lạc hậu đi rất là nhanh đó. Thì quan trọng nhất của cái nghề này là chúng ta phải luôn luôn chủ động cập nhật kiến thức. Thì thực ra tôi thấy Phoenix rất là hay, đúng không? Khi mà tôi trước đây tôi ở Singapore chẳng hạn, thì bản thân tôi cũng cũng hay tự học thêm ở các cái khóa online, nhưng mà hồi đấy thì tôi hay vào ví dụ như Coursera, rồi là tôi vào edX, là nó cũng là những cái khóa học ở online, thì mình tự học và cũng có các cái kiểu thầy thầy giảng ở trên đó rất là giống mô hình của Phoenix đó. Thì tôi nghĩ là mọi người, với các bạn ở đây mà đã chủ động theo học Phoenix thì có vẻ như là cái việc là cái nhắn nhủ đầu tiên này của tôi là các bạn đã có rồi, đúng không? Là các bạn đang chủ động, là các bạn tìm đến với kiến thức và thông qua hình thức học online là hình thức là dễ chủ động nhất, là các bạn bất kể khi nào bạn có thời gian là các bạn có thể làm được, các bạn không cần phải chờ đến bắt đầu khóa, hay là các bạn cũng không cần phải chờ đến khi mà thầy có thời gian thì cái thầy mới giảng được, đúng không? Đây là mình đang chủ động tìm đến kiến thức. Thứ hai nữa, một cái mà tôi thấy ít nhất tức là tôi thấy ở một số team mà tôi đã làm cùng ở Việt Nam thì mọi người có vẻ thiếu, đấy là cái việc là đầu tư thời gian vào công nghệ quy trình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi có một cái ví dụ là cái câu chuyện mà chắc là mọi người cũng nghe rồi, là câu chuyện về về hai cái anh tiểu phu, họ cùng nhau đi đốn củi.
thì một anh làm rất là chăm chỉ, mỗi ngày anh vào rừng anh đốn 10 tiếng đồng hồ và anh cũng bê ra rất là nhiều gỗ. Nhưng mà anh không hiểu tại sao là cái anh còn lại thì dường như là có vẻ anh làm ít hơn mình, nhưng mà anh đem ra số gỗ gấp đôi. Thì anh mới hỏi thì anh làm nào, thì anh kia mới trả lời là à, tôi dành một nửa thời gian đốn gỗ, nhưng mà một nửa thời gian còn lại là tôi dành để tôi mài rìu, tức là tôi làm cho cái rìu của tôi sắc bén hơn, thì cái hiệu suất của tôi nó cao hơn rất là nhiều. Thì ở trong công nghệ cũng thế, tức là tôi thấy khá là một số team mà tôi đã làm việc cùng ấy, thì mọi người hơi quá tập trung vào việc là chỉ chăm chăm vào giải quyết cái vấn đề, nhưng mà nhiều khi những cái, tức là mọi người không không để ý đến việc là mọi người cập nhật những cái công cụ mà mọi người dùng, những cái tool mà mọi người có thể dùng để làm khiến cho mọi người là giải quyết cái vấn đề mà hàng ngày mọi người đang phải giải quyết nó tốt hơn rất là nhiều. Đó, ví dụ như chẳng hạn những cái công cụ về quản lý code này, rồi là làm CICD, tức là Continuous Integration, Continuous Development, tức là kiểu phát triển code liên tục. Đấy, tôi tạm gọi là thế, tức là quy trình phát triển, quy trình gọi là triển khai code tự động ấy. Thì khi mà có những cái đấy thì tự dưng là cái công việc hàng ngày mọi người nhẹ đi rất là nhiều. Thì khi mà đầu tư vào đúng công cụ, đúng tool thì nó sẽ giúp cho cái việc của mọi người nó nhẹ nhàng hơn. Đó. Thứ ba nữa là cái đạo đức nghề nghiệp. Cái này thì nghe nó cũng hơi nặng nề, nhưng mà tức là tôi thấy ở Việt Nam cũng rất là nhiều khi có những cái tranh luận đáng lẽ là không đáng có nếu mà chúng ta cân nhắc cái vấn đề này. Chẳng hạn như là một cái rất đơn giản thôi, là khi mà tôi đi làm cho công ty, đúng không, tôi code cái phần mềm này, thì cuối cùng là phần mềm đấy là tôi có được nó có thuộc về tôi hay không, tôi có được sử dụng cái phần code đó cho các công việc khác hay không, đúng không ạ? Đó, thì ví dụ nếu mà mọi người có gọi là có được biết trước về những cái gọi là cái quy tắc ở trong quy tắc đạo đức nghề nghiệp ở trong ngành này chẳng hạn đó, thì ví dụ như là khi những sản phẩm mọi người làm ra nó thuộc về công ty, nó không thuộc về các bạn đó, nhất là những cái sản phẩm mà mọi người làm ra ở trong cái thời gian mà mọi người gọi là thời gian làm việc chính thức ở công ty, thì nó sẽ thuộc về công ty và mọi người sẽ không thể là một ngày đẹp trời là đem sản phẩm đấy ra thành một cái sản phẩm nhái và đưa ra thành một cái công, lập nên một công ty tương tự, đúng không, thì nó sẽ vi phạm những cái gọi là đạo đức nghề nghiệp ở trong cái ngành này đó. Thì tôi thấy ở Việt Nam thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra, cho nên đây cũng là một cái mà tôi muốn gọi là nhắn nhủ và chia sẻ của mọi người đó. Thì với mấy ý đó thì tôi cũng cái phần chia sẻ của tôi thì xin kết thúc ở đây đấy. Thì tiếp theo thì không biết là các bạn có quan tâm hay là có muốn hỏi thêm về phần này không, thì tôi xin nhận và trả lời câu hỏi. Các bạn có thể gửi câu hỏi đến diễn giả từ phần chat ạ, hoặc là các bạn có thể bật mic để cùng giao lưu với cả diễn giả trực tiếp ạ. Không biết là có bạn nào có câu hỏi không thì có thể bật mic luôn. Hôm nay là nói cũng hơi dài nhỉ Hà nhỉ? Dạ, lượng thông tin cũng khá nhiều, mọi người cũng học tập được nhiều ạ, nên là có vẻ cũng hơi dài hơn một chút, chứ không vấn đề gì ạ. Ok. Nếu thông tin này anh chắc nói 20-30 phút thì không nói được. Dạ vâng, đúng rồi. Có bạn nào có câu hỏi không ạ? Em có câu hỏi trước các bạn ở trong cái phần đăng ký gửi cho diễn giả, thì có một câu là các technical cần thiết cho việc làm. Thì em nghĩ là cái câu này thì anh cũng đã nói rất rõ trong cái phần thảo luận rồi. Còn một câu thứ hai nữa thì là yêu cầu để đạt được senior level. Em cũng không biết là thật ra em cũng không hiểu rõ ý của bạn lắm. Thì đây là câu hỏi của bạn Tuấn. Không biết là bạn Tuấn có đang online ở đây không ạ? Yêu cầu để đạt senior level. Thực ra câu này nó cũng hơi chung chung, bởi vì là cái cách đánh giá senior level ở mỗi công ty nó cũng sẽ khác nhau, đúng không ạ? Khi mà công ty tuyển vào thì thường, ví dụ như chẳng hạn một khách hàng chúng tôi đang tuyển, thì họ định nghĩa luôn là ví dụ những bạn mà tầm khoảng 3 năm kinh nghiệm trở xuống thì họ đánh giá là junior. Còn 5 năm kinh nghiệm
trở lên thì họ đánh giá là senior. Nhưng mà tất nhiên là senior này thì sau khi vẫn phải qua được cái việc họ đánh giá lại qua cái vòng phỏng vấn, và hoặc là có họ có vòng test, thì họ sẽ đánh giá là cái 5 năm đấy có thực sự là khiến cho bạn trở thành senior hay không, đúng không? Có những ở trong ngành thì sẽ có những bạn là các bạn cũng làm cả 5-7 năm nhưng mà các bạn làm đi làm lại một việc chẳng hạn, thì cuối cùng các bạn cũng không tích lũy đủ kiến thức để trở thành một senior đó. Thì nó cũng nói chung là nó cũng phụ thuộc khá là nhiều, nhưng số năm kinh nghiệm sẽ là một trong những cái yếu tố đầu tiên để có thể đánh giá là bạn có đã trở thành senior hay chưa. Chứ còn ví dụ như những bạn mà 1-2 năm kinh nghiệm thì chắc chắn là rất khó có khả năng là được đánh giá là senior, là được thành level senior đó. Thì gọi là trả lời chung chung thì nó là như thế, nhưng tất nhiên như tôi nói là nó sẽ phụ thuộc công ty, nó sẽ tùy công ty. Em có thấy bạn Quân đặt câu hỏi ở phần chat là học về Java định hướng theo mobile thì cần chuẩn bị tốt những kiến thức và framework nào ạ? Khó thực ra cái này thì chắc là phải hỏi mentor nào chuyên về Java với mobile rồi. Thì tôi chỉ biết là ví dụ Java thì các bạn làm Android đúng không? Làm Android native thì các bạn làm Java đó. Thì nếu mà bạn yêu thích về mobile đúng không? Yêu thích lập trình mobile và bạn biết Java thì bạn sẽ nghiên cứu là đấy phần lập trình cho Android rồi. Nhưng mà tôi chỉ có thể trả lời ở cái mức rất là nông như thế thôi, còn cụ thể sâu hơn các thứ ví dụ Kotlin hay gì đấy chẳng hạn thì các bạn sẽ phải hỏi những cái mentor mà chuyên về ngành này. Bạn nào mà sau buổi này mà muốn hỏi thêm tôi cũng thoải mái, mà có thể gửi email cho tôi thì có gì là Hà có thể nó báo các bạn cái email hoặc là Facebook của anh. Có một bạn vừa hỏi thêm này, xin anh bạn PP xin anh chia sẻ lời khuyên giúp Esther Phoenix cách ghi điểm với nhà tuyển dụng. Cách ghi điểm với nhà tuyển dụng mà cái này tức là ý của bạn là sinh viên Phoenix đúng không, thì sẽ ghi điểm khác với những người khác như thế nào đúng không? Anh tạm hiểu như thế nhá. Xin lỗi, tôi tạm hiểu như thế. Thì câu này tôi nghĩ tức là nó cũng hơi chung chung một chút này, nhưng mà nó sẽ chia thành hai vẫn là hai đoạn đúng không? Thứ nhất là ở phần CV đúng không? Và thứ hai nữa là ở phần phỏng vấn đúng không? Thì chủ yếu như tôi lúc nãy nó có một vài ý mà tôi đã chia sẻ trong cái lúc nói lúc nãy thì một trong những cái mà tôi bản thân tôi là nhà tuyển dụng tôi sẽ đánh giá rất là cao ở ứng viên đấy là cái đam mê đúng không? Khi mà các bạn đối với tôi là các bạn Phoenix, nếu mà các bạn đã tham gia Phoenix vì các bạn đam mê lập trình, các bạn đam mê công nghệ thì các bạn thể hiện ra được cái sự đam mê đó và nó liên quan đến việc các bạn tham gia Phoenix như thế nào, thì tôi nghĩ đó sẽ là một cái điểm để các bạn ghi điểm đúng không? Tức là các bạn ví dụ các bạn đấy các bạn thể hiện được là các bạn tham gia Phoenix vì đam mê đúng không? Và các bạn ví dụ nói như nào nhỉ? Tôi cũng chưa hình dung ra là biết cụ thể nó thành như thế nào, nhưng mà cái ý tôi nó sẽ là như thế đúng không? Tức là tôi yêu công nghệ và tôi tham gia Phoenix để tôi bổ sung thêm đấy những cái kiến thức của tôi về công nghệ, thì nó sẽ thể hiện được cái sự đam mê nó và cái việc đó nó sẽ giúp cho bạn ghi điểm trong nhà tuyển dụng so với việc là ví dụ như chẳng hạn là nó cũng có cái gì đấy đặc biệt hơn là những cái bạn khác đúng không ạ? Thực ra là em nghĩ là có một cái điểm đặc biệt hơn mà cũng là chính là điểm mạnh của mình ạ. Ừ. Tức là mà ngày nay thì cái công nghệ nó thay đổi không ngừng và cái việc học của mình chúng ta cũng phải tự update, tự trau dồi bản thân và cái việc mà tự học được mà tự mà học được online, theo đuổi được những cái chương trình online hoặc là tự Google tự học trên những cái chương trình. Và thì đấy là một cái thế mạnh rất lớn với mình, vì nhiều doanh nghiệp hiện tại đang đánh giá rất cao cái việc mà cái khả năng tự học của mình. Nên là bạn sinh viên AVP thì cũng xin không mình nghĩ đây chính là điểm mạnh của bạn mà bạn có thể thể hiện trong CV của mình. Chính xác. Và ngoài ra ấy, thì cái này hỏi lại Phoenix một chút này, tức là chẳng hạn như là thường các bạn sinh viên ấy thì khi mà học ở trên Phoenix thì sẽ có những cái kiểu dạng là giải thưởng nhỏ nhỏ hay là
ghi nhận gì đấy cho các bạn ấy, thì cái đấy cũng sẽ là một cách để các bạn thể hiện lại được trên CV. Ví dụ như chẳng hạn các bạn có thể là đạt giải dự án tốt nhất của tháng 8, tức là khi mà mình có nhiều nhiều những cái giải thưởng để mình ghi nhận cái sự nỗ lực của các bạn, đúng không? Thì một mặt là các bạn cũng cũng gọi là có cái sự gọi là hào hứng hơn, đúng không? Và mặt thứ hai là các bạn cũng sẽ có những cái để các bạn chia sẻ ở trên cái CV hoặc là các bạn chia sẻ với nhà tuyển dụng. Và thực tế là trong 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 quá trình mà viết CV thì sinh viên Phoenix cũng được gợi ý, thực ra là các bạn cũng có một số bạn là tự gọi là tự cảm thấy là nên như thế, và cũng có một bộ phận hướng dẫn CV cho các bạn thì cũng là gợi ý là tất cả những assignment, những cái project mà các bạn làm trong quá trình học ấy, nếu mình không làm dự án to ở ngoài, không làm dự án riêng ngoài, thì những cái project bình thường, những assignment trong cái quá trình mình học ấy, mình có thể mình có thể gửi gắn link ở trong, hoặc là mình có thể trình thể hiện ở trong CV của mình. Ok rồi. Còn bạn nào có câu hỏi gì nữa cho mình không? À, em mà nhìn thấy ở trong cái phần form đăng ký thì là có cái câu hỏi là yêu cầu để đạt được senior level, thì không biết là cái câu đấy anh Hải có chuyển đã... đến có. Anh Hải rồi. Dạ. Anh Hải có trả lời rồi ạ. Dạ, ok. Có trả lời. Ờ, vâng, thì làm chương trình thì cũng hôm nay với cái sự gọi là rút gọn tối đa của anh Hải thì chương trình cũng đã chỉ có lẹn đi thêm 18 phút thôi, thì còn lại những cái câu hỏi gì tiếp theo nữa thì là các bạn nếu mà còn liên quan đến vấn đề này thì có thể gửi thông qua ban tổ chức và chúng ta sẽ gửi đến cho anh Hải. Em xin phép là bạn vẫn là bạn PP ạ. Bạn có mới hỏi thêm một ý nữa là câu hỏi phỏng vấn về lương nên trả lời sao cho tốt ạ. Thì anh Hải giúp bạn nốt câu hỏi này được không ạ? Ok, câu hỏi về lương, thực ra câu này nó cũng sẽ rất là tùy, đúng không ạ? Thực ra ấy, cái câu hỏi về lương, nếu mà mọi người muốn trả lời an toàn ấy thì mọi người đẩy lại câu hỏi đấy cho nhà tuyển dụng, đúng không? Tức là mọi người có thể hỏi cái khung lương của nhà tuyển dụng cho cái vị trí tương tự là như nào. Đó, thì nếu mà mọi người gọi là mọi người là muốn an toàn, mọi người không muốn, ví dụ như, nếu mà thứ nhất là mọi người nên có cái gọi là cái nghiên cứu trước về cái khung lương chung của vị trí đó và khung lương của nhà tuyển dụng dành cho vị trí đó, đúng không ạ? Thì mọi người có một cái sự chuẩn bị đó, và khi mà được hỏi thì sẽ có hai cách thôi, hoặc là mọi người trả lời thẳng. Nếu mà mọi người đã có xác định trong đầu cái mức lương của mình rồi thì mọi người có thể trả lời thẳng. Thì thực ra ấy, ở trong cái ngành công nghệ này thì như tôi chia sẻ lúc nãy, tức là cung nó vẫn đang nhiều hơn cầu, cung ít hơn cầu, cho nên là thường là việc mà mọi người mạnh dạn thẳng thắn chia sẻ thì nó cũng không hẳn là nó sẽ tạo ấn tượng xấu như gì cho nhà tuyển dụng, miễn là mọi người cái mức mà mọi người đưa ra nó hợp lý. Ví dụ như chẳng hạn cái khung của fresher nó ở công ty ở đấy là đang khoảng từ 8 đến 12 triệu chẳng hạn, mà mọi người bảo em fresher nhưng mà em cần 25 triệu thì nó không hợp lý, đúng không? Thì lúc đấy thì là sẽ chấm dứt câu chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mọi người biết được cái khung lương nhà tuyển dụng và mọi người muốn gọi là nhắm vào cái gọi là cái mức cao của khung, ví dụ như chẳng hạn nhà tuyển dụng đã có khung từ 8-12 và mọi người nắm khoảng 11-11.5 triệu chẳng hạn, thì và mọi người tự tin thì mọi người có thể chia sẻ luôn cái số đó. Thậm chí kinh nghiệm bản thân của tôi là tôi đã từng gọi là đàm phán, tức là ứng viên họ chủ động họ nói luôn cái mức mà họ muốn và tôi đàm phán, và cuối cùng là tôi cũng thua. Cuối cùng là tôi phải thuận theo cái mức mà ứng viên muốn, chứ giờ họ cũng không theo cái mức mà tôi muốn nữa. Đó, chắc là thì... ứng viên đã vào cái ứng dụng là tra cứu lương của JobsGo rồi. chắc thế đấy, thì hiểu thông tin chưa? Cái công cụ tra cứu lương đấy cũng giúp cho bạn để bạn định hình được về cái khung lương chung của thị trường, thì bạn cũng sẽ giúp bạn để biết cái mức và các bạn có thể tự tin hơn khi mà đàm phán lương với cả nhà tuyển dụng đó. Nhưng mà bạn nào mà không muốn đàm phán, mà kiểu bạn muốn đẩy lại câu hỏi đấy cho nhà tuyển dụng thì bạn sẽ bảo là đấy thì an toàn, thì tôi sẽ trả lời là thì không biết là khung lương của nhà tuyển dụng như nào, thì tôi sẽ hài lòng với cái khung lương và tôi sẽ chứng minh cái năng lực của tôi, rồi sau đó tôi mới yêu cầu mức cao hơn chẳng hạn. Cung ít hơn cầu tức là trên thị trường tech nói chung, cầu về nhân lực công nghệ nói chung ấy, nhất là lập trình viên, thì là của các công ty nó vẫn rất là cao, và cái số lượng
số lượng mà lập trình viên là đang thiếu so với cái nguồn cầu đó, thì các bạn cũng có thể đọc một vài những cái báo cáo của năm, tôi nhớ là có một cái báo cáo gần nhất là của năm 2019, tôi không nhớ do bộ nào đưa ra, thì họ dự đoán là trong vòng khoảng 3-4 năm tới thì số lượng kỹ sư IT thiếu hụt ở Việt Nam nó lên đến mấy trăm nghìn người đó. Thì đấy là cái cụ thể mà tôi nói khi mà tôi nói là cung ít hơn cầu, tức là cái lượng mà đào tạo ra, lượng mà sinh viên công nghệ đào tạo ra nó ít hơn với cái lượng mà sinh viên công nghệ mà các công ty đang cần. Vâng ạ, cảm ơn anh Hải. Chắc là buổi chia sẻ của chúng ta dừng lại đây thôi. Hôm nay thì cảm ơn anh Hải đã chia sẻ những cái thông tin rất hữu ích về về thị trường việc làm, về CV và đặc biệt là những cái mức lương trong ngành, rồi cách tra cứu lương, rồi thì những cái điểm chạm của ứng viên với nhà tuyển dụng. Vân vân, rất là nhiều thông tin hữu ích, thì cảm ơn anh. Và nếu các bạn sinh viên còn câu hỏi gì nữa thì có thể liên lạc với ban tổ chức ạ. Cảm ơn anh Hải và chào các bạn sinh viên.